Xin chào quý các bạn, trên hình bạn để thấy đây điện thoại Sony XZ2 với phần bảng main nhìn rất là đẹp như này, thiết kế cực kỳ thông minh, tức là nó chỉ đến đây thôi. Đó, các bạn thấy từ đây đến đây là main. Phần dưới các linh kiện khác không quan tâm là phần trên này. Khi quý vị các bạn rơi vỡ lỗi hỏng cong vênh móp méo chập main lỗi main, cầm địa chỉ thay mới main cho điện thoại Sony XZ2. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên để di động cao cấp VN sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Di động cao cấp VN có rất là nhiều video hướng dẫn chi tiết về thay main cho điện thoại Sony XZ2 rồi. Ở video này, di động cao cấp VN không nói về cách thay main mà chỉ giải đáp một số thắc mắc liên quan đến dịch vụ thay mới main Sony XZ2 đang thực hiện tại di động cao cấp VN. Thì đầu tiên, thay main cho điện thoại Sony XZ2 rất nhiều khách hàng hỏi tư vấn di động cao cấp VN là main có sẵn hay không? Thì với truyền thống từ trước đến nay tại di động cao cấp VN, tôi luôn có sẵn main của Sony XZ2 thay mới với các bạn khi cần. Vì các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp VN, chúng tôi tiến hành thay mới main cho các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Tôi ở xa, tôi muốn thay main cho điện thoại Sony XZ2 thì phải làm sao? Thì đầu tiên là quý vị các bạn liên hệ 0911582123. Chúng tôi tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết các lỗi sự cố liên quan phần main của Sony XZ2 quý vị các bạn. Sau đó thì các bạn chuyển máy qua đường bưu điện. Chúng tôi sẽ tư vấn nhận được máy và chúng tôi sẽ kiểm tra cụ thể lỗi sự cố trên điện thoại Sony XZ2 quý vị các bạn như nào. Từ đó sẽ có phương án sửa chữa nhanh, chính xác quý vị các bạn. Trường hợp tiếp theo liên quan đến dịch vụ thay mới main thì Sony XZ2 là khi tôi thay main tôi có cứu dữ liệu hay không? Thì trường hợp này rất là khó, là nó chỉ được 50-50 là khi thường thường thay main phát là thay main trắng tinh rồi, nó không còn gì rồi. Nhưng một số khách hàng rất cần lấy lại dữ liệu thì tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ cố gắng đóng lại, tức là gọi là sàng main ấy, chúng tôi sẽ đóng lại phần ổ cứng sang một cái main khác, may ra thì cứu được dữ liệu. Trường hợp này thực sự là khó nhưng vẫn có máy cứu được. Trường hợp tiếp theo liên quan đến dịch vụ thay mới main cho Sony XZ2 là nó có bản Mỹ, bản Hàn, bản Nhật, bản quốc tế thì có khác nhau hay không? Thì xin thưa nó khác nhau hoàn toàn. Do đó thì tùy theo từng bản sẽ có phương án thay mới main cụ thể. Quý vị các bạn nên gọi điện thoại đường dây nóng 0911582123, chúng tôi tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Sony XZ2 hàng đầu hiện nay. Mọi thắc mắc liên quan thay main Sony XZ2 xin vui lòng liên hệ 0961234534. Xin cảm ơn quý vị các bạn.